Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ múc bàn em bánh tráng vui xương. Đây, đó, thôi mình có bánh tráng, bơ, tép, rồi, đó. Bây giờ mình sẽ làm ăn nhé. Đây. Đây xem. Để mình làm. Mình sẽ bóp bên chén ra. Ngon lắm các bạn ơi. Thì mình muốn ăn là mình phải bóc ra nha bạn. Các bạn. Mẹ mình cũng đang quay phim. Mình muốn ăn là mình phải bốc ra vậy đó các bạn. Hello các bạn ơi, mình bóc bia rát rồi. Những cái này mình sẽ bỏ bơ, xịt bơ ăn nha bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Ây à, bơ béo không bạn? Miếng này bị ra trời các bạn ơi. Bốc khó. Ờ luôn.
cứng ngắc luôn bạn. Các bạn ơi, có lúc bên này bị cắt luôn rồi. Hãy subscribe cho khỏi luôn các bạn ơi, gắt nữa. Cái thế à? Mấy viên gắt này chứ, em biểu. Đây thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm như nha. Đầu tiên bạn phải có một mắt bánh tráng, mắt bánh tráng đây. Nó lớn lại này để rồi. Các bạn ăn nhiều tép thì đổ nhiều tép. Cháu xịt bò này. Đó, thì là có một miếng tráng ngon lành cành đào. Giờ mình sẽ cuốn lại và ăn thôi. Ngon lắm các bạn. Mời các bạn nha. Thank you.
ngon bạn. Mình sẽ ăn bơm thì rất dễ bơm. À, mình để ở dưới phần bên lại. Ngon lắm bạn. Thôi video không sao. Mình ăn tức ớt. Mình cho sao đây nha. Bye các bạn.